Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều tối của ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại một nhà khách hàng ở tại Hạ Hòa để sẽ bàn giao và lắp đặt cho nội thất cho gia đình. Đây, trước mặt quý vị là toàn cảnh ngôi nhà của khách hàng đây. Và hiện tại anh em chúng tôi có bàn giao và bàn ghế đồ nội thất cũng như là giường tủ cho khách hàng. Đây là toàn cảnh phía trước ngôi nhà của khách hàng nhé, tại Hạ Hòa Phú Thọ. Thì tôi sẽ vào bên trong và quay những sản phẩm nội thất chúng tôi đã bàn giao cho gia đình. Khách của gia đình có một bộ bàn ghế nghi để một chiếc kệ tivi và một chiếc đồng hồ hoa lá tây bằng chất liệu gỗ gõ đỏ quý vị nhé. Đây là một chiếc đoạn dài của bộ ghế này. Đây là hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ nhé. Phía bên trong này là một chiếc kệ tivi nữa. Kệ tivi kích thước là 2m4. Và đi kèm đó là một chiếc đồng hồ hoa lá tây. Đây. Đó, vị thế toàn cảnh bộ bàn ghế cũng như là chiếc kệ tivi và không gian phòng khách anh chị đây, rất là đẹp. Và phía bên này thì chúng tôi còn một bộ tủ áo bốn cánh và chiếc giường hoàng đế. Cháu dưới này mua với cái nhà này. Bàn trang điểm nữa. Thì gia đình sắm 3 chiếc giường và 2 chiếc tổ nữa, 2 phòng bên thì hiện tại chúng tôi là đang trong quá trình lắp đặt. Bên trong này cũng là một chiếc chiếc 1m8. Ở đây đây xã gì chú nhỉ? Đây là Minh Lương. Minh Lương. Vâng. Khu 1 Minh Lương. Khu 1 Minh Lương. Thế là cô chú tên là Công Hương. Chủ nhà đây. Vâng. Nhà cô chú Công Hương ở tại khu 1. Đây cái bên trong này là tôi sẽ đi ra ngoài và quay lại một lần nữa kia.
tổng thể ngôi nhà này. Đây là tổng thể ngôi nhà của cô chú Minh Lương quý vị nhé. Rất là đẹp. Thì mọi người có nhu cầu mua sắm những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất như gia đình cô chú Minh Lương đây thì có thể liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957 5086 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và mọi người hãy nếu quan tâm đến những sản phẩm nội thất thì hãy bấm đăng ký kênh để có cập nhật được những video mới nhất của chúng tôi về những sản phẩm đồ gỗ nội thất. Chúng tôi chuyên sản xuất các mặt hàng đồ gỗ cao cấp nội thất trong gia đình. Và xin cảm ơn mọi người nhé và hẹn gặp lại trong những video clip khác.